Lần theo dấu vết siêu trộm chuyên đột nhập tiệm vàng, tên trộm tinh quái hóa trang trước khi gây án. Camera tiệm vàng Tuấn Tuyền ghi được hình ảnh đối tượng nam xuất hiện ở hiện trường vào thời điểm vụ trộm xảy ra. Gã cao khoảng 1m65, mặc áo chống nắng, tay đeo găng, khẩu trang che kín mặt. Theo nhận định của cán bộ kỹ thuật hình sự, đây là đối tượng chuyên trộm cắp, bởi hắn có sự chuẩn bị kỹ càng trước khi gây án, hóa trang hình dáng bên ngoài rất kín đáo để tránh bị nhận diện. Tên trộm đã dùng xà cày cậy các tủ vàng. Hiện trường bên ngoài bị xáo trộn do nhiều người ra vào, nhưng phía trong các tủ vàng thì chưa ai vào, nên cán bộ kỹ thuật hình sự nhanh chóng tập trung thu dấu vết tại khu vực này, kể cả dưới nền nhà, quanh các kẽ tủ vàng. Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, phòng kỹ thuật hình sự thu thập được nhiều dấu vết lạ. Đây là những dấu vết mà thủ phạm đã vô tình để lại hiện trường. Tiệm vàng Tuấn Tuyền là căn nhà 4 tầng kiên cố, cửa chính không có dấu hiệu bị cậy phá, nhưng trên tầng 4 có dấu vết chân lạ. Ngoài ra một ô thoáng trên tầng 4 bị đẩy từ ngoài vào, song sắt bị cong vẹo. Như vậy đối tượng có thể đột nhập từ trên mái nhà vào. Mở rộng khám nghiệm hiện trường ra bên ngoài, lực lượng kỹ thuật hình sự phát hiện cách tiệm vàng 3 nhà có một cột điện giáp với nhà dân. Rất có thể đây là lối mà đối tượng chọn để đột nhập tiệm vàng. Gã leo qua lan can các nhà rồi đột nhập vào tiệm vàng từ ô thoáng tầng 4, sau đó trèo qua ban thờ gia đình để xuống tầng 1. Cơ quan điều tra tập trung rà soát các mối quan hệ cá nhân cũng như làm ăn của chủ tiệm vàng nhằm khoanh vùng đối tượng. Để thực hiện vụ trộm này, chắc chắn kẻ trộm phải có thời gian ăn nghỉ tại địa bàn thành phố Lai Châu để có thời gian nghiên cứu, đợi thời cơ thuận lợi mới gây án. Trước tính chất phức tạp của vụ án, Công an tỉnh Lai Châu báo cáo lãnh đạo Bộ Công an phối hợp với các cục nghiệp vụ, đặc biệt là Cục Cảnh sát Hình sự, tập trung các biện pháp nghiệp vụ nhằm nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu cũng phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an các huyện, thành phố trong tỉnh, thành lập nhiều tổ công tác tiến hành đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ. Bất ngờ mất dấu. Ngay trong ngày 6 tháng 12 năm 2018, các tổ công tác rà soát tất cả những nhà nghỉ, khách sạn, bến xe, kiểm tra kỹ camera nhà dân tập trung trên thành phố Trần Hưng Đạo, nơi có tiệm vàng Tuấn Tuyền. Hơn 20 hãng taxi cùng hàng trăm đầu xe, các tuyến xe công cộng, xe ôm trên địa bàn thành phố Lai Châu và khu vực lân cận cũng được đưa vào diện rà soát. Hôm sau, trinh sát thu được một thông tin vô cùng quan trọng. Lúc 23 giờ ngày 5 tháng 12 năm 2018, ngay trước thời điểm xảy ra vụ trộm, một tài xế taxi có chở một thanh niên đi từ phường Đông Phong đến phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu. Khi gần đến tiệm vàng trên thì khách xuống xe, đi bộ về phía tiệm vàng. Trong suốt quá trình đó, hắn ta luôn đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang kín mít. Thông tin này rất quan trọng với ban chuyên án trong việc khoanh vùng địa điểm đối tượng đã xuất hiện tại phường Đông Phong trước khi gây án. Toàn bộ các nhà nghỉ, quán ăn, khách sạn trên địa bàn phường Đông Phong đều được rà soát kỹ lưỡng. Người của một nhà nghỉ tại tổ 23 của phường cung cấp thông tin. Ngày 5 tháng 12 năm 2018, một khách nam đến thuê phòng nghỉ. Suốt quá trình ở tại khách sạn, khách luôn đeo khẩu trang, năn nỉ rằng mình bị mất chứng minh nhân dân nên trả trước tiền phòng. Camera khu vực nhà nghỉ trên ghi lại cảnh đối tượng có đi ăn tại một quán cách đó khoảng 200m. Nhưng khi phát hiện quán ăn này có lắp camera thì y bỏ đi quán khác. Trên cơ sở những thông tin thu thập được, ban chuyên án dựng lại sơ bộ hành trình của đối tượng trước khi gây án. Tối mồng 4 tháng 12 năm 2018, đối tượng nghỉ tại khách sạn Phương Trang, thành phố Lai Châu. Đến 23 giờ ngày hôm sau, y thuê taxi từ phường Đông Phong đến phường Đoàn Kết, xuống xe đi bộ về phía tiệm vàng Tuấn Tuyền. Tuy nhiên hành tung của đối tượng
sau khi gây án ra sao vẫn là câu hỏi lớn đối với ban chuyên án. Sáng ngày 7 tháng 12 năm 2018, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu nắm được một thông tin. Một khách nghỉ trọ tại một khách sạn cho biết đêm ngày 6 tháng 12 năm 2018, khi đi taxi từ bến xe về khách sạn, có thấy một thanh niên mặc quần áo đội mũ kín mít, đeo ba lô đi bộ trên đường. Tài xế taxi có nói sau khi đưa khách này về khách sạn thì sẽ quay lại đón nam thanh niên kia. Vị khách cho biết chiếc taxi mình đi là ô tô Vios màu trắng, tài xế tên Hải. Tiếp tục giả soát, trinh sát tìm được anh Ngô Văn Hải, chủ một chiếc taxi ở thành phố Lai Châu. Cơ quan điều tra thu thập được một số hình ảnh về hoạt động của taxi do anh Hải điều khiển vào tối ngày 6 tháng 12 năm 2018. Đó là tại cây xăng số 2 ở đầu thành phố Lai Châu. Anh Hải dừng mua xăng và tháo màu tem taxi xuống. Qua công tác vận động quần chúng, có người dân cho biết tối cùng ngày đã đi xe từ Lào Cai về thành phố Lai Châu, có gặp xe anh Hải lưu thông chiều ngược lại hướng về Lào Cai. Tổng hợp các nguồn tin, ban chuyên án mời anh Hải đến làm việc. Tại trụ sở, anh này khai sau khi đón đối tượng từ bệnh viện, suốt quá trình đi xe, gã không bỏ khẩu trang và mũ ra, dùng nhiều cách che giấu hành tung khuôn mặt, giọng nói của mình. Lên xe, đối tượng không ngồi ghế cạnh tài xế mà ngồi hàng ghế phía sau, ngay sau lưng tài xế. Y luôn quan sát thái độ của anh Hải qua gương trong xe. Khi đặt vấn đề thuê xe, đối tượng trả một số tiền lớn và bảo đi thật nhanh về thành phố Lào Cai. Trước những dấu hiệu khả nghi và thông tin thu thập được, ban chuyên án nhận định gã khách trên rất có thể là thủ phạm gây ra vụ án. Vậy sau khi rời taxi ở ga Lào Cai, hắn đã đi đâu? Thế nhưng khi kiểm tra camera tại ga Lào Cai, chiếc camera có thể quay rõ nhất sân ga cũng như hướng đi lại chính trên sân ga lại bị hỏng. Từ đây đối tượng lại hoàn toàn mất dấu. Giữa hàng ngàn chuyến xe xuôi ngược mỗi ngày, hắn đã đi đâu? Ban chuyên án phải giải đáp bằng được câu hỏi hóc búa này. Vỏ bọc hoàn hảo bị bóc gỡ. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, do số tài sản bị mất rất lớn, nên lãnh đạo Bộ Công an đặc biệt quan tâm, chỉ đạo các cục nghiệp vụ, đặc biệt là Cục Cảnh sát Hình sự, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Lai Châu, nhanh chóng tìm được thủ phạm. Từ nhà kinh doanh thành đạt. Trước sự biến mất bất ngờ của thủ phạm, khi truy vết gã, Cục Cảnh sát Hình sự và Công an tỉnh Lai Châu cử hàng trăm trinh sát tập trung giả soát hàng trăm đối tượng tình nghi, có tiền án tiền sự bất minh về thời gian tài chính. Do nhận định đối tượng là người ngoại tỉnh đến gây án, nên khi có bất cứ thông tin gì, các thành viên ban chuyên án đều không quản ngại giờ giấc, lập tức lên đường ngay. Có khi vào tận các tỉnh miền Trung như Quảng Nam, Đà Nẵng để xác minh. Tổng hợp các nguồn tin trinh sát ngày 10 tháng 12 năm 2018, ban chuyên án nắm được một thông tin quý giá. Đó là nhiều khả năng đối tượng gây án đang lẩn trốn tại thị trấn Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Một tổ công tác lập tức lên đường. Đối tượng tình nghi được xác định là Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1987, ngụ phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, tạm trú ở xã Long Vai, huyện Văn Chấn. Làm các nghề MC đám cưới, cho thuê bát đĩa, phòng bạc, kinh doanh điện thoại di động tại thị trấn Nghĩa Lộ. Hùng có kinh tế khá giả, nhân thân rất tốt tại địa phương. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, giữa Hùng và tên siêu trộm kia có vẻ không liên quan đến nhau. Các trinh sát áp dụng đủ mọi biện pháp nghiệp vụ, hóa trang bám sát Hùng để tìm hiểu quy luật sinh hoạt và quan hệ xã hội của anh ta. Sau thời gian theo dõi, một số điểm bất thường lộ ra. Hùng có phạm vi hoạt động lớn, quan hệ rộng, có bất minh về kinh tế, ăn chơi, cờ bạc, đặc biệt là hay đi vũ trường. Cứ khoảng một tháng lại vắng mặt tại địa phương từ 5 đến 7 ngày. Mặc dù đối tượng có thu nhập cao từ việc kinh doanh, nhưng nguồn thu lại không đủ để ăn chơi trác táng. Hùng có thể đón bạn bè từ các nơi đến ăn chơi một đêm hết cả 100 triệu đồng,
đánh bạc thua từ 200 đến 300 triệu đồng trên một đêm. Mỗi tuần gã tốn khoảng từ 400 đến 500 triệu đồng cho những cuộc ăn chơi như thế. Căn cứ những biểu hiện bất thường về tiêu xài của đối tượng cùng các tài liệu trinh sát thu thập được, ban chuyên án nhận định khả năng rất cao Nguyễn Mạnh Hùng là kẻ đã gây ra vụ trộm tại tiệm vàng Tuấn Tuyền. Sau khi thu thập đầy đủ bằng chứng khẳng định chính Hùng là thủ phạm gây án, ban chuyên án quyết định cất vỏ. Đúng 10 giờ ngày 20 tháng 12 năm 2018, Hùng rời nhà bằng ô tô đến một nhà hàng tụ tập bạn bè ăn uống. Ngay sau khi hắn vừa xuất hiện, một tổ trinh sát lập tức bám theo. Các lực lượng tham gia phá án gồm Cục Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu và Công an thị xã Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái phối hợp chặt chẽ với nhau, không để lộ bất cứ chi tiết nào khiến đối tượng nghi ngờ. Sau khi bắt gọn đối tượng, ban chuyên án lập tức đưa gã về Hà Nội để đấu tranh. Từ đây một chi tiết vô cùng bất ngờ được phát hiện. Đến tên tội phạm mang 4 lệnh truy nã. Khi đối tượng xuất trình giấy chứng minh nhân dân tên Nguyễn Mạnh Hùng, qua tra cứu hồ sơ, cơ quan điều tra xác định giấy chứng minh nhân dân này là giả. Gửi thông tin đến công an các tỉnh, thành phố để xác minh đối tượng. Công an tỉnh Bắc Ninh được biết y tên Nguyễn Văn Năm, sinh năm 1987, ngụ xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, tạm trú ở bản Nong Phai, xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Nguyễn Văn Năm có 1 tiền án và 4 lệnh truy nã về hành vi trộm cắp tài sản. Năm 2010, sau khi chấp hành xong án phạt 30 năm tù về tội trộm cắp tài sản, y tiếp tục gây án. Quá trình trốn truy nã, Năm làm giả và sử dụng giấy chứng minh nhân dân mang tên khác. Thời điểm bị bắt, hắn đang sống cùng người vợ thứ hai, mở cửa hàng kinh doanh cầm đồ, mua bán điện thoại cũ, cho thuê ô tô tự lái và nuôi gà trọi tại Yên Bái. Với hồ sơ của Quý Văn Năm, thân nhân của y không đẹp như những gì hắn đã tạo dựng tại Yên Bái. Công tác đấu tranh lấy lời khai ban đầu rất khó khăn, bởi y rất tinh danh lọc lõi, nhất quyết không thừa nhận hành vi trộm cắp tại tiệm vàng Tuấn Tuyền. Sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã có cơ sở xác định việc tạo dựng bằng chứng ngoại phạm của Nguyễn Văn Năm khiến hắn không thể tiếp tục chối tội được nữa. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Năm khai nhận từ ngày 30 tháng 11 năm 2018, hắn đón xe khách từ thị xã Nghĩa Lộ đến Lai Châu, rồi chuyển xe khách tới tỉnh Điện Biên tìm các tiệm vàng sơ hở để trộm cắp tài sản, nhưng không thực hiện được. Ngày 3 tháng 12 năm 2018, Năm đi xe khách ngược về Lai Châu, thuê nhà nghỉ lưu trú. Tại đây, Năm thuê xe ôm đi quan sát các tiệm vàng và nhận thấy tiệm vàng Tuấn Tuyền dễ đột nhập nhất. Đêm ngày 5 tháng 12, rạng sáng ngày 6 tháng 12 năm 2018, Năm đột nhập tiệm vàng Tuấn Tuyền bằng cách dùng tuốc nơ vít cày ô thoáng trên cửa sổ để chui vào, lấy nhiều tài sản giá trị lớn. Sau khi gây án, Năm bắt taxi đến Lào Cai rồi tiếp tục bắt taxi về Nội Bài, Hà Nội để đi đến Quảng Ninh. Sau đó xuất cảnh trái phép sang Quảng Đông, Trung Quốc, bán toàn bộ số vàng trộm được với giá trị quy đổi là hơn 1,3 tỷ đồng. Số tiền này gã đem tiêu xài trả nợ đánh bạc và đưa cho đàn em mở tiệm cầm đồ. Quá trình mở rộng chuyên án, cơ quan điều tra còn làm rõ Nguyễn Văn Năm đã gây ra 24 vụ trộm cắp các tiệm vàng ở 12 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tổng trị giá tài sản thiệt hại khoảng 50 tỷ đồng. Ngoài ra, ban chuyên án cũng phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Yên Bái củng cố tài liệu, chứng cứ và bắt giam khởi tố hơn 20 chủ tiệm vàng ở thành phố Nghĩa Lộ về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tại Bắc Ninh, ngay từ nhỏ, Năm đã nổi danh là đối tượng chuyên trộm cắp cờ bạc. Hắn có thể mở bất cứ khóa nào, kể cả khóa chống trộm, chỉ trong vòng chưa đến 10 giây. Lớn lên, Năm trượt dài theo con đường trộm cắp cờ bạc. Hắn không ngờ, dù thủ đoạn của mình vô cùng tinh vi, cuối cùng vẫn xa lưới pháp luật.